Rồi cái đó bạn. Đây là kết quả sau vài tháng mình ủ cái rượu xoài nha. Bây giờ để mình đổ ra cho các bạn xem thử như thế nào nha. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn thêm một cái món gọi là xoài rượu vang. Thì món xoài này gồm có các tả nguyên liệu rất là dễ, như thí dụ như mình có một chùm nho, rồi 700 g đường, một quả chanh. Xoài thì mình gồm có khoảng 2,5 kg đến 3 kg. Nước thì mình dùng 4 lít nước. Rồi trước tiên thì mình cắt cái xoài này ra nha, mình cắt nhỏ nó ra, không cần gọt vỏ cũng được nha mọi người. Đấy, mình cắt ra. Rồi mình cắt nhỏ ra mình bỏ vô đây. Và dầu dinh dưỡng rất là tốt cho sức khỏe, có rất nhiều vitamin. Xoài nó cũng có khả năng là giúp cho chúng ta nhuận tràng, nhưng mà mình phải ăn với số lượng ít thôi nha, ăn tầm khoảng 2-3 trái thì sẽ ăn nhiều quá nó cũng nóng não mụn. Đấy, chúng ta phải cắt nhỏ ra, nhỏ ra là bỏ vô. Đấy, mùa này là mùa xoài ở mình mà, cho nên rất là nhiều và cũng rất là dễ làm. Ở đâu mùa xoài ở đâu thì cũng có, nên các bạn cũng rất là dễ kiếm. Các bạn làm xoài nào cũng được nha mọi người. Rồi, tiếp đến ta cho một trái chanh vào luôn. Cắt ra. Nặng rồi nha. Nặng hột vô luôn cũng không sao nhưng mà. Rồi. Tiếp đến ta cho cái phần nho này. Nho này thì các bạn bóp bóp nát ra nha. Bóp cho nát ra. Bóp nát ra nha. Đây, bóp cho nhuyễn mà, bóp cho nhuyễn rồi. Xong. Khi mình bóp xong rồi mình cho nó vào đây. Cọng mình loại bỏ ra. Là loại bỏ cọng ra. Mình cho nó vô luôn. Việt Nam mình đây thì mình thấy đa số là người ta sử dụng rượu xoài, thì người ta có người thì người ta ủ ngâm với lại cái rượu gạo của mình á, người ta đổ vô ta ngâm. Còn có số người thì ta ủ theo kiểu giống như xoài xoài không à, người ta lấy xoài với lại đường, người ta ủ xoài với đường, còn người ta bỏ thêm men men rượu á, men rượu rượu ủ rượu gạo của mình á.
thì người ta ủ. Còn riêng đây mình thì mình làm theo kiểu mới, là mình chỉ không có ủ theo men mà mình chỉ ủ theo đường thôi, rồi tiếp đến mình chỉ bỏ đường vô. Đường này là ban đầu mình nói là 700 gram đường chưa tăng kỹ, mình bỏ vô mình sẽ ủ. Thì mình ủ đây xong rồi tầm khoảng 2-3 ngày sau đó, thì mình sẽ quay lại, mình sẽ quay cho các bạn xem cái quá trình nó lên men như thế nào. Đó. Mình bỏ vô rồi xong mình xíu nữa mình sẽ lắc, lắc mình lắc đều. Bây giờ cái bình này do cái miệng nó nhỏ quá mình không có bỏ cái cây vô mình quậy được. Các bạn nếu mà làm cái bình nào mà nó lớn lớn xíu, bỏ cái cây vô mình quậy, thập cái cây hoặc là cái giá gì vô mình quậy, quậy cho đường nó tan ra. Thì các bạn nếu mà không thích cái đường phèn này thì các bạn bỏ đường cát cũng được, nhưng mà riêng mình thì mình sử dụng cái đường phèn nó sẽ tốt hơn, rượu nó sẽ ngon hơn. Cái rượu bên rượu nho của mình cũng vậy, rượu nho của mình cũng sử dụng đường phèn, không có sử dụng đường cát, tại vì đường cát nó uống nó ngọt khác lắm. Đường phèn này làm ra cái mùi vị nó thơm, uống nó cũng dịu, nó ngon. Đấy. Sao khi mình bỏ vô mình cho cái miệng nhỏ quá mình phải bắt buộc mình phải đảo một xíu, mình lắc lên. Rồi, ok. Rồi, như vậy thế là xong. Thì hẹn các bạn trong khoảng 2 ngày nữa mình sẽ quay lại và vậy quá trình lên men cho nó như, cho các bạn xem như thế nào. Rồi. Rồi, chào mọi người. Đây là kết quả sau 3 ngày đã lên men nha. Đây các bạn xem. Do cái điện thoại mình mờ quá nên không có thấy rõ. Bạn để nhìn thấy có cái bọt khí nè. Có bọt khí đang tăng lên. Ở điện thoại mờ quá đấy. Đấy. Rồi cái đâu bạn, đây là kết quả sau vài tháng mình ủ cái rượu xoài nha. Bây giờ để mình đổ ra cho các bạn xem thử như thế nào nha. Đây các bạn, màu rất đẹp, thơm, rất là thơm, thơm lên mùi xoài, có vị nồng nồng một xíu. Tại vì mình lên men tự nhiên á, nên màu cũng, nên mùi nó, vị nồng của nó cũng nhẹ thôi. Mình nghĩ phụ nữ chắc cũng uống được. Thơm, rất là thơm lên mùi xoài á. Thơm lắm. Về cái công thức của mình á, bỏ cái lượng đường rất là ít nên các bạn phải lên men đặt thật là kỹ nên nó sẽ không bị chua. Nên các bạn cái này cũng có một vị, nó hơi vị nó cũng hơi chua chua nhẹ chút. Nếu ai mà không thích chua thì các bạn cho thêm tăng cái lượng đường lên, tăng lượng đường lên thì nó sẽ không được, không có bị chua nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.